Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với số tiếp theo của clip tổng hợp những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Tình huống đầu tiên là một tình huống diễn ra ngay tại khúc cua, đường thì khá là trơn trượt, nhưng chiếc xe tải này là phi với một tốc độ khá cao và đã có một va chạm xảy ra ở trong tình huống này. Một tình huống đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi: khi chiếc xe tải phi hẳn từ làn đường bên kia sang làn đường bên đây thì làm sao có thể tránh khỏi một va chạm đây? Một tình huống diễn ra ở trên đèo, có một chiếc xe đang gặp sự cố thì ở phía trên có một chiếc xe đi xuống và sau đó đã có một va chạm xảy ra. Ai đúng ai sai ở trong tình huống này đây các bạn? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tình huống giao thông hấp dẫn khác có trong clip ngày hôm nay. Đây là một tình huống một gia đình đang đi ở trên đường thì bất ngờ có một chiếc xe tải lao đến như một con thiêu thân, và với phản xạ xuất thần của mình, gia đình trên đã tránh khỏi một sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo như thông tin mình tìm hiểu, lý do tài xế lao như một con thiêu thân là do buồn ngủ. Còn đây lại tiếp tục là một tình huống buồn ngủ khác, và chúng ta cùng nhau xem hậu quả của buồn ngủ là như thế nào. Trong lúc buồn ngủ, tài xế đã mất lái và khiến chiếc xe xoay 360 độ. Chị đây. Một pha tạt đầu đầy khó hiểu của chiếc xe tải và đã khiến chiếc xe gắn máy giật mình, đánh lái lao vào bụi cỏ. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe màu đỏ này. Gần đến trạm rồi thì chiếc xe ô tô màu đỏ này lục, thì chiếc ô tô màu đỏ này đột nhiên tạt đầu và đã va chạm với chiếc ô tô màu trắng. Một pha xử lý đầy khó hiểu, quá là tai hại ở trong tình huống này. Có nhiều người sau khi xem xong đoạn clip cũng đã phải thốt lên rằng không hiểu lý do tại sao mà chiếc xe tải màu đỏ lại có một pha xử lý tai hại như vậy. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đen này. Lại thêm một tình huống va chạm không đáng có xảy ra. Rồi, chiếc ô tô màu đen bắt đầu chuyển làn để vượt lên thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe đầu kéo. Theo các bạn là ai đúng ai sai ở trong tình huống này đây? Tuy chúng ta thấy đây là một va chạm nhẹ không đáng kể, nhưng mà mình tin chắc rằng bên hông xe của chiếc ô tô màu đen đã bị hư hỏng nặng. Chuyện gì? Một chiếc ô tô di chuyển, tiếp tục một chiếc ô tô khác di chuyển thì bất ngờ dừng lại và sau đó đã va chạm với một nữ ninja. Dường như ở phía trước là khu vực đèn xanh đèn đỏ thì phải, chiếc xe gắn máy đã không làm chủ được tốc độ cũng như không giữ khoảng cách an toàn. Còn đây là một tình huống từ đường nhánh đi ra của một nữ ninja. Ui ui ui, và sau đó va chạm với một nữ ninja khác. Sau cú va chạm thì hai nữ ninja của chúng ta vẫn an toàn. Nói chung trong tình huống này không mẹ nào chịu nhường mẹ nào. Trong đường nhánh đi ra mà mẹ Phi không khác gì đang chạy ở trong sân nhà. Còn nữ ninja đi thẳng thì cũng chạy với một tốc độ khá là cao. Ông bà đã gánh gãy lưng cho hai nữ ninja ở trong tình huống trên. Chuyện gì đây? Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe khách này đang bật khẩn cấp thì lại bất ngờ rẽ phải và sau đó đã va chạm với một chiếc xe gắn máy. Quá là khó hiểu. Mình không hiểu lý do tại sao rẽ phải mà lại bật khẩn cấp là như thế nào. Có nhiều người đang hiểu sai về công dụng của đèn khẩn cấp thì phải. Đèn khẩn cấp chỉ dùng trong trường hợp xe của các bạn đang gặp sự cố ở trên đường, chứ đèn khẩn cấp nó không phải là đèn ưu tiên như các bạn nghĩ. Chiếc xe đầu kéo lại phi với một tốc độ khá nhanh tại khu vực ngã tư, và chúng ta có thể thấy trong nó chạy ẩu nè, suýt đã có một va chạm với người đi xe gắn máy. Đèn chưa, đèn xanh chưa nhảy nữa là nó ban từ dưới nó ban lên rồi. Một pha vượt đèn đỏ của chiếc xe đầu kéo khiến chúng ta phải xón ra quần. Tài xế xe đầu kéo cứ chạy như thế này thì có ngày báo hai người khác. Một pha lùi xe từ ở bên ngoài và tông hẳn vào vách tường và sau đó lao vào bãi giữ xe của một chiếc ô tô màu đen. Một cú lùi xe tai hại và tốn khá nhiều tiền bạc. Chuyện gì đây? Một tình huống diễn ra ở trên cao tốc.
Way. Các bạn có thể nhìn không, có một chiếc xe gắn máy đi ngược chiều ở trên cao tốc. Một tình huống diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nếu như không tập trung thì khả năng cao va chạm xảy ra ở trong tình huống này là không tránh khỏi. Thêm một tình huống bất ngờ nữa. Lại là một tình huống buồn ngủ của chiếc xe gắn máy phi hẳn vào đầu xe ô tô của người khác luôn. Một chiếc xe giao hàng, một chiếc xe tải đang đậu ở dưới đường để lên hàng và chiếm khá nhiều phần đường. Và ở đây có một chiếc ô tô màu đen bắt đầu di chuyển đến. Theo như người đăng tải clip cho biết, người ngồi trong chiếc ô tô màu đen kia là một nữ tài xế. Và chúng ta cùng nhau chờ xem. Rồi, chắc chắn là đã có một va chạm xảy ra rồi các bạn. Một tình huống va chạm giữa chiếc ô tô màu đen với chiếc xe tải đang đậu ở dưới đường. Ai đúng ai sai ở trong tình huống này đây các bạn? Lại tiếp tục là một tình huống diễn ra ở trên cao tốc. Chuyện gì đây? Quay! Chiếc ô tô màu trắng bất ngờ quay đầu. Và tài xế trên xe gắn cầm đã phải trổ tài đánh lấy hết cỡ mới tránh khỏi một va chạm, một rủi ro xảy ra ở trong tình huống này. Một pha quay đầu đầy bất ngờ và tai hại của chiếc ô tô màu trắng kia. Ôi sợ thế. Một tình huống diễn ra tại ngã tư. Một chiếc xe gắn máy suýt một tí nữa là đã va chạm với chiếc xe đầu kéo. May mắn là ở trong tình huống này thần chết đã ngủ quên. Chuyện gì đây? Wow, một pha vượt ẩu quá nhanh và đầy bất ngờ của chiếc xe tải. Ôi thằng Linh ơi, sợ thế. Sợ quá các bạn ơi. Trời ơi, mình làm clip này mà tim mình đánh thình thịch luôn. Quá là hồi hộp. Một tình huống diễn ra vào ban đêm. Và ở phía đối diện có một chiếc xe bật đèn pha khá sáng, do đó đã gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của chiếc xe có gắn cam. Và chúng ta cùng nhau chờ xem hậu quả của việc mất tầm nhìn là như thế nào. Là đây. Do bị chiếu sáng ngược chiều cũng như là bị mù tạm thời, do đó chiếc xe gắn cam đã mất lái. Và diễn biến tiếp theo là như trong clip. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đen này. Chiếc ô tô màu đen này chạy lạ lắm. Nè, nổ. Một tình huống xử lý đặt ra nhiều dấu hỏi cho chúng ta. Nhiều người đoán rằng tài xế trên chiếc ô tô màu đen đã buồn ngủ nên mất tập trung. Gì đây? Em về cộng đồng mạng mình với những bác, những mấy chú với bác đài mình á, những anh em bạn hữu đường xa mình á, vô nhận xét cái xe bán tải như thế này ơi. Thì em trình bày nè, đường này là đường quốc lộ 50 ha. Từ ở Đào Phước hướng Đào Phước ra xếp hàng ngay đèn xanh đèn đỏ đó. Thì cả nhà mình á, cái đường này là cấm vượt luôn luôn, cấm vượt luôn ha, chứ đừng nói chi đi ngược chiều giống anh này ha. Rồi cả nhà mình thấy không, cái lên đường mình nó lên liền nè. Đó, cái xe của mình nó đè cái lên đường này thôi là cũng không được nữa. Tại vì đây là lên liền luôn mà cả nhà. Đúng không? Mà ảnh hầu như sáng ngày nào á là cũng đều gặp ảnh đi ngược chiều qua bên hướng của người ta á, làm ảnh hưởng cho mấy người mà bà con mình đi xe gắn máy ngược lại lắm. Tại này ảnh vượt rất là ẩu luôn, phi đạo đức, không có đạo đức, theo em nhận xét là không có đạo đức luôn nha cả nhà. Ha. Gửi cho anh nè, xếp hàng là một cái rèn luyện đạo đức đó, là cái thể hiện cái tố chất, cái bản năng của mình nó có đạo đức hay không. Thấy không? Từ trong ghế nhà trường á, mẫu giáo lớp 1 đó, thầy cô người ta đã dạy rồi, mình phải xếp hàng rồi. Thấy không? Anh đi như vậy là anh phi đạo đức luôn. Nói thẳng với anh là anh xe nhà. Cũng có thể là con ông cháu trai thì em cũng không biết nữa. Mong rằng cơ quan chức năng á, em đọc biển số này nè. Đó, những anh em mình á, né nó ra ha. Ngày nào cũng vậy chân á, đi rất là mắc dạy. Thấy không? Nói thẳng với anh là phải dùng từ, phải cao quý vậy đó, mới vừa. Thấy không? Là 651D 693-76 nè. Vừa rồi các bạn cũng đã nghe qua một số chia sẻ của một tài xế bức xúc về việc có một chiếc bán tải lấn hẳn sang làn đường của người khác để đi. Và việc lấn làn không lỗi cũng đang là một vấn đề nhức nhối và đang có chiều hướng gia tăng. Chuyện gì đây? Một chiếc xe tải, một chiếc xe đồ kéo, không, là một chiếc xe bồn mới vừa đi ngang và đã có một va chạm nhẹ với một cái cây. Và bây giờ đến lượt chiếc ô tô thì cái cây đột nhiên ngã xuống. Quá đen của chiếc ô tô ở trong tình huống này. Quá đen. Quá đen đuổi đúng không? Thật sự quá là đen đuổi. Các bạn hãy chú ý vào phía tay phải màn ảnh các bạn đang xem. Có một nam thanh niên vượt lên. Một tình huống vượt khá ẩu của chiếc xe gắn máy. Và suýt một tí nữa thì đã có va chạm xảy ra ở trong tình huống này.
cứ chạy như kiểu như thế này hoài thì có ngày xanh mô. Các bạn hãy chú ý vào chiếc bánh tải này. Chiếc bánh tải này đang có dấu hiệu sai xỉn. Ui ui ui, chiếc bánh tải đang chạy lãng qua lãng lại. Đó ghê không? Và có đôi lúc là cản hẳn lên vạch đôi quần liền. Và chúng ta cùng nhau để xem cái kết của việc sai xỉn khi lái xe là như thế nào. Đã có nhiều vụ tai nạn cũng như sự việc đáng tiếc xảy ra khi tài xế lái xe mà có mùi rượu ở trong người. Đây và đây là cái kết. Trời ơi, bà đậu cái xe này. Một chiếc xe đang đậu ở bên phần đường ngược chiều để đi mua đồ. Người ngồi ở trong xe là một nữ tài xế. Đậu xe theo kiểu đường của mẹ mày. Đậu ngược chiều như vậy mà đậu được hay? Lại luôn. Đúng là phụ nữ luôn mang đến cho chúng ta hết những bất ngờ này đến những bất ngờ khác và đầy bí ẩn, đúng không các bạn? Có tiền mua xe mà lại không có ý thức. Trời ơi, bà chạy ô tô mà bà như này. Đậu như vậy mà đậu được hay thiệt. Biển số là 47A. Yeah! Một chiếc ô tô màu trắng đã cố tình khôn lỗi chen vào khe hẹp đi ngồi chỗ trống và cán hẳn lên vịt vần liền. Và đây là cái kết. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe khách này. Đang đi hẳn vào làn khẩn cấp của người ta luôn. Và cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc xe khách. Chiếc xe khách bắt đầu tạt vào để đi lúng làng, nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Hành vi khôn lỗi đi vào làn khẩn cấp đã bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện. Một cái kết xứng đáng cho chiếc xe khách. Còn đây là một tình huống diễn ra ở trên cao tốc. Chuyện gì đây? Chúng ta cùng nhau chờ xem. Là một tình huống lùi xe ở trên cao tốc. Có lẽ chiếc ô tô màu đen đã đi nhầm đường nên quyết định lùi xe lại. Ôi thằng Linh ơi, một tình huống xem thường tính mạng của người khác. Một pha lùi xe tai hại và đầy bất cẩn. Và rủi ro ở trong tình huống này là rất cao. Lùi xe ở trên làn tốc độ cao luôn. Một pha ôm cua đi vào lòng đất của chiếc xe gắn máy. Đến ngay khúc cua mà chiếc xe gắn máy lại không giảm tốc độ. Và đây là cái kết. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe đang chở tôn thiết này. Đã bất ngờ va chạm với một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở bên đường. Đấy, các bạn thấy tác hại của việc chở công kềnh khi ra đường chưa? Nó tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả khôn lường. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe gắn máy này đang đậu ở giữa đường. Và sau đó có một chiếc ô tô đi đến. Sau đây, tài xế đã bước xuống xe và đi ra với vẻ mặt vô cùng tức giận. Và đây là cách xử lý của tài xế. Tài xế đã đẩy ngã chiếc xe gắn máy xuống lề đường. Không biết xe gắn máy của ai mà đậu vô ý thức quá vậy. Hình như là của một chị gái. Rồi, các bạn hãy chú ý vào chiếc xe tải nhỏ này. Chiếc xe tải không chịu nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Ở phía sau là có rất nhiều xe ưu tiên biển xanh. Và chúng ta cùng nhau xem cái kết cũng như hậu quả của việc không chịu nhường đường cho xe ưu tiên là như thế nào. Sau khi chiếc xe ưu tiên vượt lên được, đã có một cú gõ vào kính xe của chiếc xe tải. Và nhiều người đoán rằng sau cú gõ này thì khả năng cao là kính xe của chiếc xe tải đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Các bạn hãy chú ý vào phía tay phải màn ảnh của các bạn. Một pha chuyển làn không mở xi nhan. Chưa hết đâu các bạn. Đến khu vực đèn xanh đèn đỏ thì chiếc xe ô tô màu đen này lại còn vượt luôn cả đèn đỏ. Theo như hình ảnh từ camera hành trình ghi lại thì chiếc ô tô màu đen ở phía trước là một chiếc ô tô biển xanh. Chính xác là như vậy, một chiếc ô tô biển xanh tạt đầu chuyển làn không mở xi nhan và thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Còn đây là một tình huống vượt ẩu lấn làn của chiếc xe khách. Thay vì biết lỗi, nhận lỗi, lùi xe lại để nhường đường cho xe đi đúng luật.
thì tài xế ở trên chiếc xe khách lại quyết định thi gan với tài xế trên xe gắn cam. Mấy anh xe khách thì kinh rồi. Người ta vẫn thường hay nói đùa rằng mấy anh xe khách được gọi là đức vua. Ra đường tao là vua, tao muốn chạy như thế nào là chuyện của tao. Mày gặp tao thì mày phải nhường, còn nếu như mày không nhường thì tao sẽ kênh, tao sẽ thi gan với mày. Và sau một hồi thi gan thì chiếc xe khách này cũng phải nép sang một bên để nhường đường cho chiếc xe cố gắng cam. Nếu là mình thì mình cũng sẽ cứng rắn ở trong tình huống này, giống như tài xế trên xe gắn cam. Còn đây là một tình huống diễn ra vào ban đêm. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu trắng này. Ở đây có biển báo là cấm rẽ trái, nhưng có một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Chiếc ô tô màu trắng này quyết định rẽ trái luôn, mặc dù là ở phía trước có biển cấm rẽ trái. Quá là khó hiểu. Còn đây là một tình huống lấn làn của nhiều ô tô, lấn hẳn sang phần đường của người khác để đi ngược chiều. Mình không thể tưởng tượng nổi nếu như ở phía trên có một chiếc xe đi xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phật phần liên như vậy mà vẫn dám lấn qua để phượt. Còn đây là một hình ảnh vô cùng xấu xí của người đàn ông. Biển số của chiếc xe gắn máy này là biển số 29. Đang cố tình thò tay vào trộm một con chim ở trong lòng của một người khác khi đang dừng đèn đỏ. Hình ảnh xấu xí này đã được chiếc xe gắn cam ở phía sau ghi lại. Vẻ mặt của người đàn ông còn cười rất tươi sau khi trộm cắp thành công con chim. Chuyện gì đây? Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe gắn cam. Chiếc xe gắn cam đang chạy theo kiểu nửa thích nửa mở và suýt một tí nữa đã va chạm với một chiếc xe gắn máy khác. Thay vì chạy đúng một làn đường, một phần đường thì chiếc xe gắn cam này lại chạy theo kiểu trang hãng, chạy giữa đường không nghiêng về một làn đường nào hết. Một người phụ nữ từ trong đường nhánh đi ra được giữa đường thì bất ngờ dừng lại. Và đây là cái kết, đã có một va chạm xảy ra ở trong tình huống này. Quá là khó hiểu, thay vì chạy qua luôn thì người phụ nữ lại đứng nhìn chiếc xe tải chạy xuống. Dù chiếc xe tải đã thấy chiếc xe gắn máy từ xa và thắng lại gấp, nhưng vẫn không tránh khỏi một va chạm. Còn đây là một hành động cực kỳ ấm áp. Các bạn có thể thấy mặt đường nước lên rất là cao và có một người dân đã tiến về chiếc xe gắn máy để giúp đỡ. Và tiếp theo đó là tài xế ngồi ở trên chiếc xe tải cũng có một hành động ấm áp không kém. Hỏi chiếc xe gắn máy di chuyển đến đâu thì chiếc xe tải cũng di chuyển đến đó để ngăn dòng nước và giúp đỡ người đi xe máy. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa cực kỳ lớn. Tuy rằng có những lúc chúng ta hay cự cãi qua lại với nhau, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hay gặp những chuyện gì đó khó giải quyết thì người Việt của chúng ta luôn đoàn kết lại và đồng lòng với nhau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế của chúng ta lái xe một cách an toàn và hoàn toàn bình an trên mọi nẻo đường.